dưới đó là mình không cần hủy hả? Đó là đốt mà nhiều nó co nó nhiều á, thì kiểu kiểu chỗ đó rồi rút cái ấy nó ra đổ đi. Nên cứu hết rồi. Chưa thấy ấy mà sao nó đã nở hết rồi. Rút nước hả? Ừ. Rút nước hả? Nước hết nước rồi mà sao lại nước vừa để vậy gạt bớt lửa tí này đi mà. Ủa. Là sao hồi ủa là không có cơm ăn nữa nha. Gạo thơm quá, nấu nồi này gạo thơm ghê. Thơm là do cái nồi hả? Ừ, ST25 nhưng mà thơm. Nhìn coi. Đấy, tốt, tốt rồi. À, khả năng. Ít nước không? À, khả năng có cơm ăn mọi người ơi. Để sao ta lấy cái đầu này, ấy chứ ai, cái đầu này là ta dùng ta khêu lửa. À. Đầu nhỏ, đùa chị. Hai đầu nhỏ. Đúng cả nha. Cái đồ bếp này ngược lại. Không, được rồi. Bỏ thêm. Đưa bao củ khoai bỏ vô nước luôn. Sảnh lửa to bỏ khoai vô nướng luôn mọi người. Bỏ, đừng có bỏ trực tiếp vô. Bỏ tiếp vô luôn. Bỏ cái lưới ra, bỏ lưới tiếp. Vùi trong than này chứ nó ấy chứ. Than quá trời. Hai củ. Cho khoai vô trong lò luôn mà là hai củ nha. Nướng trực tiếp. Tranh thủ chờ đợi ta ly cà phê uống đã mọi người, sáng giờ chưa kịp uống. Đấy ra bỏ là làm vườn nhàn mà chẳng thấy nhàn tí nào, tới nước hết một vòng vô nắng nè.
chưa kịp uống cà phê. Đủ nữa. Ngon quá. Cho miếng đá này. Đây. Cà phê đá thưởng thức ngay bếp lò. Mời mọi người nha. Khoan chín chưa? Nghe mùi thơm đấy. Chắc là lật đấy, phải lật lại. Lật chứ, làm mé các bạn ha. Xin ra cái kẹp này để kẹp khoai nữa các bạn. Chỗ bánh bếp họ tâm lý kìa. Biết mình thích ăn khoai nữa không ạ? Ví dụ mua cái kẹp luôn. À. Mua bếp khuyến mãi luôn cái kẹp. Thơm rồi, thơm mùi khoai rồi. Có 3 mùi hương cùng một lúc: khoai nướng, cà phê sữa đá và cơm gạo ST25 nấu nồi gang. Ngon quá. Cái miếng gỗ đóng cái ghế thấm thấp ngồi nữa. Nào kiếm cái lót nồi bằng mây bằng tre vậy đó. Nó gọi về đặt hàng ông người đang đây là cái kia. Cái kia là cái quả chanh cao thơm chưa? Đây là khoai nướng thơm chưa?
thế để bước ra ra nữa. Ra ra một khoai nước xong phức rồi. Nghe một gì đâu. Khoai thơm. Ba cỡ thôi. Rồi. Đóng cửa lò lại luôn mọi người. Đóng cửa lò lại luôn là cái hơi nóng còn nóng dữ dội nữa. Là cơm còn giữ nhiệt nồi cơm nè, với lại khoai còn nhanh chín. Nghe cơm nghe thơm mùi gạo rồi đó, mùi mùi cơm rồi đó. Đúng rồi. Đúng không? Cửa lò lại. Cái nồi bếp này nóng lắm mọi người. Là 5 phút nữa đi. Được kênh cái gỗ này sao? Ơi mở cửa lò nào. Quay tới đâu rồi nè. To này chắc chưa chứ. Rồi, đợi tiếp. Đã hả? Đây, nay lên vườn không thấy công đâu mà thấy chỉ có một cái lông công để lại thôi. Nè, xe Robin. Kiểm tra cơm coi chín chưa? Chờ cơm cháy nữa thôi nha mọi người. Đây, thơm phức, thơm lừng luôn. À, thành công rồi nha mọi người. Trưa nay có cơm ăn rồi. Ngon. Tuyệt vời. Để một lúc nữa chờ cơm cháy thôi. Có cơm cháy ăn nữa là ok. Tuyệt vời. Vẫn chưa quên được cách nấu kem nấu cơm bếp củi. Thành công mỹ mãn.
đóng cửa lò 2 phút nữa là cho khoai ra là đẹp. Thôi mùi khoai thôi. Lấy cái dĩa để ba đựng khoai đi. Ấy đó. Rồi, khui khoai nha cả nhà ơi. Khoai đã chín rồi. Đây. Chín thơm lừng luôn. Lâu hai đi. Củ. Đấy, đừng đó, đấy con mắt mà. Đây, vô ơi. Có khoai nướng, có cơm cháy để ăn đấy, để nấu nồi canh đã rồi, lấy than mà nướng thịt. Nóng quá. Chưa cầm bẻ được. Một đầu này nhỏ cháy luôn nè. Quá hả? Đây nha. Bẻ khoai cho mọi người coi nha. Đấy, thấy chưa? Tuyệt vời luôn. Quá và gươm luôn, ngon quá. Đây, chụp đi, máu nó nóng nè. Ơi, con chín vàng, chín đỏ, chín. Khoai nướng, mời cả nhà ăn khoai nướng nha. Chuẩn bị ăn cơm cháy thì trước mắt là ăn khoai nướng nữa nha. Đấy, một củ nè, hai củ nè, củ thứ hai. Vậy bỏ bắp vô nướng luôn đi. Quá trời. Bắp để tí nướng trên vỉ. Mặn kề luôn ha. Khoai nóng. Ok. Rồi, mời cả nhà ăn khoai nướng nha. Cơm nào, mở cơm ra chín đi. Ui. Cơm đây. Nhờ cameraman cầm dùm cái máy quay đi. Đây, mọi người ơi. Cơm nồi gang nha. Đó. Thơm quá. Đảo quá. Và cái nồi này nấu cái cơm này nấu đúng chuẩn luôn ha. Chuẩn nồi này nó mới ngon hết. Tại vì cho nó có cơm cháy nè, tí ăn cơm cháy cho ngon. À, giờ đi lấy thêm củi để nấu canh. Gì chứ củi thì bao la. Tí bỏ lò nữa vậy. Cái này là cây gì quen này ta? Cây trầm bầu. Thơm lắm. Lửa cháy lên thơm cực kỳ luôn.
Ở đây hát rằng trăm bầu sao?